Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là bạn sắp tạo ra bước đột phá nào trong thời gian tới. Và đây là những trò bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 tờ tiền tượng trưng cho 3 tụ bài ha. 10 đô tụ 1 ha. Tờ tiền 2 đô tụ 2. Và tờ tiền 5 đô là tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ ha. Rồi bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn tờ tiền 10 đô ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi bạn sắp tạo ra bước đột phá nào trong thời gian tới. Và đây là những trải bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Wow, các bạn tụ 1 là những người mình thấy là trước kia bạn cũng trải qua giai đoạn khó khăn, nghịch cảnh. Tuy nhiên mình thấy bạn đã có sự buông bỏ những cái điều cũ ha. Bạn tiến lên phía trước, bạn trở thành một người mới, bạn tiến đến vùng nước yên bình hơn cho bạn. Bạn có sự di chuyển, có thể là một số bạn thay đổi chỗ ở hoặc là thay đổi nơi làm việc. Và một số bạn có khả năng là đi nước ngoài luôn ha. Hoặc là một số bạn sẽ đi du lịch để thay đổi cái hoàn cảnh, thay đổi cái năng lượng ha. Thì mình thấy khi bạn có sự thay đổi, bạn có sự buông bỏ những cái điều cũ, những cái niềm tin hạn hẹp không còn phục vụ cho đời sống của bạn nữa. Bạn buông bỏ những cái sự tiêu cực, sự hoài nghi vào bản thân ha. Thì mình thấy là bạn sẽ rất là thành tựu và bạn rất là ưu tú luôn. Bạn biết phát triển những kỹ năng của bạn, bạn biết nắm bắt cơ hội, thời cơ đến với bạn, đồng thời bạn trau chuốt cho những cái khả năng của bạn, khả năng ăn nói, khả năng thuyết trình, khả năng truyền động lực tích cực cho người khác. Bạn có giọng nói rất là hay ha, cuốn hút, và bạn là tâm điểm của sự chú ý ha. Đồng thời mình thấy là bạn được mọi người mến mộ bạn rất là nhiều. Và trong cuộc sống của bạn, khi mà bạn có sự tiến lên, vực dậy bản thân, thì bạn đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống ha. Bạn chiến thắng, mặc đạt được nhiều vinh quang. Và những kế hoạch mà bạn ấp ủ, những kế hoạch mà bạn vạch ra đều rất là thành công, mỹ mãn ha. Rồi để mình coi bạn sắp tạo ra bước đột phá nào trong thời gian tới ha. Mình thấy là bạn trước kia hay bị trói buộc trong những cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc có thể là bạn bị trói buộc trong những suy nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng nè. Bạn không tìm được hướng đi, bạn bị mất phương hướng. Thì mình thấy cái bước đột phá sắp tới của bạn đó là bạn sẽ tự tìm tòi, học hỏi, ha, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức của bạn, trở nên một người rất là thông thái, uyên sâu.
Vài cuộc sống của bạn cũng có những người đem đến cái sự hỗ trợ giúp đỡ cho bạn phát triển về mặt tinh thần. Một số bạn mình thấy sẽ phát triển về cái mặt tâm linh tinh thần nữa ha. Và đồng thời là những cái kế hoạch dự án của bạn trong công việc nó sẽ phát triển cực kỳ tốt đẹp luôn ha. Bởi vì mình thấy cái lá bài đời xanh nó hiện ra đó. Đời xanh biểu hiện cho phước lành. Mặt trời là người nuôi dưỡng ha, mang đến cuộc sống mới nè. Đây là thời điểm để cá nhân bạn trưởng thành và khởi đầu mới. Mặt trời mang lại phước lành, đây là thời điểm tốt để bạn bắt đầu các dự án mới, trau dồi khả năng sáng tạo của bạn hoặc thậm chí là trở thành một con người mới luôn. Thông qua ánh sáng thần thánh và tình yêu thương ngập tràn trong bạn, sự thay đổi này có thể mang nhiều phước lành và cảm hứng cho bạn ha. Cho nên mình thấy là các bạn trở nên thông thái giác ngộ rồi, các bạn có sự tỉnh thức và các bạn ý thức được chính các bạn là cái con người lèo lái con thuyền định mệnh của bản thân mình chứ không phải nhờ dựa dẫm vào ai khác. Bạn sẽ vực dậy bản thân, bạn sẽ cố gắng hết mình để đạt được những điều mà bạn mong muốn ha. Đồng thời mình thấy bạn sẽ giải thoát chính bản thân bạn, cái bước đột phá của bạn chính là bạn tự giải thoát chính bản thân bạn, tự giải thoát, tự cắt đứt những cái sợi dây trói buộc bạn, cắt đứt những cái điều mà không phù hợp với bạn nữa ha. Bạn vững tin vào cái cuộc sống và bạn vững tin vào tương lai và bản thân bạn nhiều hơn, bạn trau dồi học hỏi, bạn phát triển bản thân trở thành một người thành tựu và ưu tú ha. Bạn nâng cao kiến thức. Đồng thời mình thấy một số bạn sẽ tìm về cái tâm linh tinh thần để đem đến cho bạn cái sự yên bình, cái sự thoải mái, thanh thản và bạn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy trong chính bản thân bạn ha. Bạn giống như kiểu không thích bon chen trong cái cuộc sống hỗn độn này nữa mà bạn thích một cái sự thoải mái, yên bình trong tâm trí và bạn biết cách để tìm được cái sự yên bình đó. Bạn đang được chữa lành ha. Và đồng thời mình thấy giống như con tim bạn đã vui trở lại, mọi cái sự bạn phấn đấu đều trở thành sự thật và bạn có thể lan tỏa cái sức mạnh, cái tình yêu đến cho mọi người và có thể là trong cuộc sống của bạn cũng sẽ xuất hiện một đối tượng ha khiến cho bạn có cái sự xao động và họ có sự chữa lành trái tim cho bạn luôn ha. Và hai người hình như là mình thấy có khả năng là các bạn có tình cảm với nhau á. Và lại là một lá mặt trời nữa nè. Công việc, sự cuộc sống của bạn đang trở nên tươi sáng rất là nhiều, bạn đang thu hút được nhiều phước lành, được nhiều điều tốt đẹp đến với bạn đó. Giống như lúc nãy mình đã nói là các bạn đã có sự thức tỉnh rồi đó. Mình thấy là các bạn đã biết xác định được mục tiêu, mục đích sống của mình là gì và bạn sẽ cố gắng thực hiện những điều đó. Bạn có hành trình nhìn về quá khứ, nhìn về những cái lỗi lầm, những cái sai sót của mình và bạn có sự rút kinh nghiệm và bạn có sự gọi là chữa lành, tha lỗi cho bản thân, tha lỗi cho quá khứ và có sự hoàn thiện bản thân trở thành một con người tốt hơn. Bạn muốn tái sinh, lột xác trở thành một phiên bản cao cấp nhất trong cuộc đời của bạn và bạn ý thức được chính bạn là con người chỉ có bạn mới có thể thay đổi được vận mệnh cuộc đời bạn mà thôi. Cho nên mình thấy là sau khi bạn được thức tỉnh, bạn được sáng suốt hơn trong tâm trí, bạn không còn mù mờ nữa, bạn không còn kiểu mà không tìm được hướng đi cho cuộc đời, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa. Mà mình thấy là bước đột phá là bạn sẽ tìm được cái chân lý sống, cái ý nghĩa sống và cái mục tiêu, mục đích sống của bạn ha, và bạn sẽ cố gắng kiên trì bền bỉ để vượt qua những thử thách trong gai để đạt được những điều mà bạn mong muốn một cách vững vàng và vững chãi nhất ha. Đồng thời là mọi thứ mà bạn mơ ước, mọi thứ bạn lên kế hoạch một cách thực tế thì nó sẽ được diễn ra một cách trơn tru, thành công, mỹ mãn ha. Mình thấy một số bạn sẽ rời bỏ một công việc cũ hoặc rời bỏ một nơi ăn chốn ở cũ hoặc điều gì đó nó không còn phù hợp với bạn nữa. Bạn không còn thích sự bon chen nữa mà bạn muốn tìm về cái giá trị tinh thần giống như nãy giờ mình nói, bạn muốn có một cái sự thoải mái, yên bình hơn.
Một số bạn thì có một cái sứ mệnh, bạn xác định được sứ mệnh, mục đích sống của bạn là gì ha. Có thể là bạn sẽ hoàn thành tốt công việc của bạn, phấn chấn tiến đến cái đích cao nhất trong cuộc đời của bạn ha, thông qua việc là bạn làm việc rất là chăm chỉ, siêng năng, cần cù, tỉ mỉ. Một số bạn sẽ tìm được một công việc mới, nó đáp ứng được cái sự say mê sáng tạo và cái sự phát triển trong cuộc sống của bạn, khiến bạn có sự vươn lên trong cuộc sống, cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, phấn khởi hơn ha. Và bạn giống như một chiến binh, bạn bất chấp mọi điều khó khăn, bạn biết vạch ra những kế hoạch thật là thực tế cho mình, và bạn biết cách thực hiện nó một cách chu toàn, một cách thành công nhất ha. À, bạn trở nên rất là sung sức, rất là mạnh mẽ, quyết đoán. Và đồng thời là mình thấy là bạn trở nên một người rất là ham học hỏi nữa ha. Nói chung là bạn đã vươn lên, bạn đã thay đổi cuộc sống của bạn nhờ vào khả năng tư duy, cái thái độ sống của bạn ha, cái sự lạc quan tích cực của bạn. Và mình thấy bạn sẽ trở thành một người rất là ưu tú, một người tỏa sáng trước mắt mọi người ha, luôn truyền cái năng lượng tích cực, lạc quan cho mọi người. Có thể là sau này bạn sẽ lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa những cái thông điệp tích cực và bạn truyền đến cho mọi người, giúp cho mọi người có sự vực dậy, giúp cho mọi người tìm được hướng đi, mục đích sống của họ ha. Và có khả năng là tương lai có thể là các bạn, công việc của các bạn mang tính chất di chuyển, hoặc có thể là các bạn sẽ đi du lịch rất là nhiều. Đi trải nghiệm á, học hỏi trải nghiệm rất là nhiều. Và mọi điều mà bạn lên kế hoạch nó đều rất là thành công, mỹ mãn luôn ha. Được mọi người mến mộ, chúc tụng, và có thể là mọi người lấy bạn làm tấm gương để họ noi theo nữa. Một số bạn trong tương lai có khả năng mua xe, hoặc các bạn có thể thì một chuyến đi di chuyển, một chuyến đi du lịch nào đó. Mình thấy ngoài chuyện công việc thì bước đột phá trong chuyện tình cảm nữa ha. Một số bạn sẽ tìm thấy được cái người yêu định mệnh của cuộc đời bạn đó. Giống như là mọi cái hy vọng, mọi cái niềm ước ao về một người yêu lý tưởng, một người yêu phù hợp với bạn, nó sẽ trở thành hiện thực ha. Có thể là các bạn sẽ nói chuyện trước, rồi nhìn hình với nhau, rồi tìm hiểu dò xét nhau trước ha, rồi mới đi đến tình yêu ha. Mình thấy các bạn nam ở đây là một người có vẻ ngoài hấp dẫn nè, một người có khả năng ăn nói, biết nắm bắt cơ hội thời cơ, biết là rất là sáng tạo, nhiệt tình, tự tin trong công việc, rất là thành công, mỹ mãn trong công việc. Còn các bạn nữ là những người có sự suy nghĩ thấu đáo, sáng suốt mọi điều, là những người có khả năng tỏa sáng, ngọt ngào, luôn mang đến cho bạn nam những cái cảm giác rất là thanh khiết, yên bình. Hai người có sự chia sẻ, thấu hiểu nhau, và đồng thời có sự thấu đáo, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, biết kiểm soát, mềm mỏng cái tình yêu này. Và hai bạn có sự nhân từ, có lòng trắc ẩn và có sự chịu đựng, nhường nhịn nhau ha. Mình thấy khi mà cuộc sống của bạn có sự thức tỉnh, khi mà bạn thay đổi một cái bước ngoặt trong cuộc sống của bạn nè, mình thấy là dòng quay may mắn đã đến với bạn rồi ha. Tương lai là bạn sẽ gặp được cái người phù hợp với bạn đó ha. Và hai bạn đều là những người có sự thông thái, có trực giác cao, hiểu sâu biết rộng, hiểu biết về nhân sinh thế thái này. Đồng thời cuộc sống thứ hai mở ra thì bạn cũng là lúc để bạn gặp được cái người này ha. Và cái bạn nam sẽ đem đến cho bạn nữ cái tình yêu ngọt ngào, lãng mạn, tràn đầy cảm xúc yêu thương, và bạn nam sẽ là người chủ động trong cái tình yêu này. Và cái tình yêu này tràn đầy cái sự hy vọng, có thể chuyện tình của bạn được viết lên những vì sao. Đồng thời có thể một trong hai bạn là những người có nổi tiếng trong cộng đồng riêng của các bạn ha. Và bạn sẽ đạt được những cái thành quả,
mà bạn đã dày công vun đắp nên ha. Mọi thứ dần dần nó trở nên tươi sáng và giống như kiểu ước mơ trở thành sự thật vậy đó. Khi mà vòng quay định mệnh nó đã quay thì bạn sẽ gặp đúng cái người phù hợp cho bạn ha. Hãy nhìn một cái nhìn toàn cảnh ha. Giống như là bây giờ mình đang mệt mỏi hay gì đó thì bạn hãy cố gắng phát triển ha, bạn cố gắng từng bước một học hỏi từ những thiếu nhỏ nhặt nhất, từ từ tích tiểu thành đại ha. Bạn những cái sự cố gắng của bạn sẽ được vũ trụ hồi đáp, trả công hậu hưởng cho hậu hĩnh cho bạn, và bạn sẽ có một cái tương lai nó tươi sáng hơn ha. Hãy nhìn về tương lai, tạo dựng cái nền tảng cho mình từ bây giờ ha. Cho nên những cái sự thành công còn phải có cần thời gian, cần sự cố gắng ha, chứ không phải mày một mày hai mà bạn có được đâu. Hãy nhìn một cái bức tranh toàn cảnh lớn hơn. Hãy hành động với đam mê của bạn ha, những cái gì bạn mong muốn là điều gì. Ví dụ là một số bạn đây mình thấy khả năng là bạn mong muốn học thêm về lĩnh vực tâm linh tinh thần, hoặc là bạn có một cái đam mê nào đó trong cuộc sống, thì hãy hành động ha với cái đam mê của bạn ha. Enjoy the journey, hãy tận hưởng cái con đường đi, cái hành trình của bạn, tận hưởng những kế hoạch của bạn ha. Believe in magic ha, hãy tin tưởng vào phép màu cuộc sống của bạn, phép màu đang diễn ra ha. Chỉ cần bạn cố gắng, cần chỉ cần bạn kiên trì, chỉ cần bạn luôn ở cái tâm thái là tích cực, lạc quan, tận hưởng cuộc sống này, tận hưởng cái hành trình của bạn, cố gắng từng bước một, bạn sẽ thành công, và có thể những cái điều bạn mong ước được vũ trụ ban cho bạn còn gấp nhiều lần như vậy, cho nên bạn sẽ thấy được cái phép màu trong cuộc sống của bạn, và bạn sẽ biết cảm ơn vũ trụ rất là nhiều luôn đó. Có thể một số bạn sẽ ngủ mơ thấy những điều rất là kỳ diệu. Có thể mơ thấy con kỳ lân á, unicorn, hoặc là mơ thấy ngôi sao, mơ thấy thiên thần được. Rồi trong cái sự yên tĩnh, bạn sẽ tìm thấy được cái con đường của bạn ha, tìm thấy được cái câu trả lời, những cái giải pháp cho những cái vấn đề trong cuộc sống của bạn. Và trong sự tĩnh lặng ha, thì hãy tìm về cái sự chỉ dẫn từ bên trong, từ cái nội tâm của bạn. Mình thấy một số bạn đây có cái trực giác tâm linh cũng khá là cao ha. Các bạn hãy viết ra kế hoạch cho bản thân mình và bạn hãy từng bước thực hiện nó ha. Có thể phải cần thời gian đó, thì bạn cứ vạch sẵn, ví dụ như làm cái điều này thì trong khoảng chờ chừng 1 năm mình mới có thành công được, thì bạn cứ cố gắng từ từ, rồi trong khi đó thì bạn cứ tìm một công việc nó có thể trả hóa đơn, nó cung cấp tài chính cho bản thân bạn trước đi, rồi cái đam mê của bạn thì từ từ bạn thực hiện nó. Thì khi mà bạn thành công rồi đó thì bạn sẽ nhận được cái giá trị xứng đáng mà bạn bỏ ra ha. Share your voice ha, hãy dùng giọng nói của bạn, hay dùng những cái lời động viên tích cực của bạn lan tỏa cho mọi người ha. Một số bạn đây mình thấy có khả năng là diễn thuyết trước đám đông, mà giống như nãy giờ mình nói là khả năng truyền động lực, truyền cảm hứng cho người khác đó. Thì tương lai nếu bạn theo cái nghề này thì nó rất là thành công mỹ mãn ha. Có thể bạn sẽ là một người truyền cảm hứng, một người mang những cái thông điệp tích cực đến cho mọi người ha, có sức lan tỏa rộng rãi. Bạn có thể là trở thành một người được nhiều người biết đến, nhiều người ngưỡng mộ, một ngôi sao sáng trong cái cộng đồng của bạn ha. Đó, mình xin lời khuyên từ vũ trụ dành cho các bạn ha. Wow, lại vào phép màu nữa nè. Hãy đón nhận sự biến đổi, chuyển hóa bản thân mình. Hãy can đảm buông bỏ quá khứ. Những điều kỳ diệu luôn bên bạn. Bạn tài giỏi và đang được chúc lành. Wow, các bạn hãy cố gắng phát triển ha. Bạn đang được vũ trụ dõi theo và
hỗ trợ cho bạn những cái giấc mơ của bạn trở thành sự thật. Mình thấy cái từ khóa của các bạn hôm nay đó là thành công, may mắn và sự lan tỏa ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn tờ tiền 2 đô này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai. Để xem coi bạn sắp tạo ra bước đột phá nào trong thời gian tới ha. Và đây là những trải bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Xin liên kết năng lượng các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai, trong cuộc sống của bạn thì như có thể là các bạn có sự tương tác với ba mình cũng khá nhiều ha. Có thể bạn sẽ nhận được những cái lời khuyên rất hữu ích từ ba của bạn đó. Ba bạn có sự quan tâm bạn rất là nhiều, ba bạn sẽ hướng dẫn cho bạn những cái đường đi nước bước, với là bạn trở thành một người ngay chính, có ích trong cuộc sống này. Đồng thời mình thấy là cuộc sống của bạn trải qua nhiều cái sự mệt mỏi, nhiều áp lực trong công việc. Bạn cũng trải qua nhiều cái nghịch cảnh rồi ha, và bạn có sự phòng ngừa bản thân, bạn có sự phòng vệ, có sự xây dựng hàng rào để bảo vệ những cái thành quả mà bạn đạt được, và đồng thời bạn có sự kiên trì bền bỉ để đạt được những điều bạn mong muốn ha. Mình thấy trong cuộc sống của bạn có khá nhiều cái sự mâu thuẫn, nhiều người chống phá hoặc là hãm hại sau lưng, buông ra những lời nói gây sát thương bạn rất là nhiều ha. Đồng thời là có thể là họ sẽ dùng lời nói để khiến cho bạn có sự nản chí, có sự gọi là buông bỏ những cái ước mơ nguyện vọng của bạn kiểu vậy ha. Thì mình thấy trong cuộc sống của bạn ha, một người rất là chững chạc, có thể là mang năng lượng người cha, có thể là ba bạn, hoặc có thể là chú hoặc là sếp trên của bạn ha, một người nào đó chững chạc, quyết đoán, mạnh mẽ, làm việc theo khuôn khổ nguyên tắc đàng hoàng. Họ sẽ cho bạn những lời khuyên giúp bạn vực dậy được cuộc sống, giúp bạn vực dậy được bản thân. Đồng thời bạn cũng phải trở thành một người lý trí và biết phân tích logic cặn kẽ, chững chạc ha. Và hãy lấy lại những cái năng lượng, cái sức mạnh của bản thân mình, hãy tự tin vào bản thân mình rằng bạn có thể làm được, rằng bạn có thể chiến thắng, có thể hoàn thành những cái ước mơ của bạn, là bạn một người có giá trị, bạn có khả năng tiềm tàng, và bạn có thể phát triển, bạn có thể đạt được những điều mong muốn trở thành sự thật nếu bạn có sự quyết tâm cao độ và ý chí kiên cường của bạn ha. Không ai có thể đánh gục được bạn ha. Bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy quyết đoán, hãy dũng cảm lên ha. Và hãy tự tin vào bản thân mình ha. Những lời nói, những ánh mắt của người khác thì nó sẽ không làm ảnh hưởng được bản thân bạn nếu bạn có niềm tin sâu sắc vào chính mình ha. Còn những cái điều mà họ nói về bạn thì đó chính là lời nói của họ, ánh mắt của họ, suy nghĩ của họ, chứ không phải là của bạn ha. Hãy biết buông bỏ những con người tiêu cực, những năng lượng tiêu cực ra khỏi cuộc sống của bạn. Đẩy những người đó đi xa, tránh xa những người đó ha. Và đồng thời mình thấy là nhân quả đang đến rất là gần rồi. Ai gây ra cho bạn khổ đau, ai gây cho bạn những lời nói sát thương thì họ cũng sẽ gặt được những cái điều đó. Vũ trụ sẽ đem đến những cái tình huống khiến cho họ có sự thấm thía về những cái nỗi đau mà họ gây cho bạn. Họ sẽ cảm nhận được điều đó và họ sẽ có sự rút kinh nghiệm. Thì đó là cái con đường của họ, đó là bài học của họ, tự họ gieo thì tự họ gặt ha. Còn con đường của bạn á, là bạn hãy buông bỏ, tha thứ để những cái năng lượng tiêu cực đó nó không còn ở trong, không còn động trong cái tâm trí của bạn nữa. Có thể là những người này không đáng để bạn tha thứ đâu, nhưng mà bạn đáng để yên bình ha. Bạn nên loại bỏ hết những cái độc tố, những cái năng lượng tiêu cực đó ra khỏi bản thân bạn để bạn không có sự rò rỉ cạn kiệt năng lượng của bản thân mình. Còn bạn hãy xây dựng nên một cái sự mạnh mẽ, quyết đoán, tự tin như ông vua này nè, vững vàng vững chãi ha. Và đồng thời hãy biết phân tích, là lập luận cặn kẽ logic từng vấn đề và giải quyết nó một cách thành công, và hãy sử dụng lý trí nhiều hơn trong công việc của bạn, trong cuộc sống của bạn ha. Đừng để cái sự nhạy cảm, cái sự gọi là tiêu cực
nó dìm chân bạn xuống, nó khiến cho bạn có sự mệt mỏi và không muốn hành động ha, hãy luôn hành động, hãy luôn quyết đoán thì bạn sẽ đạt được thành công, sẽ đạt được thành tựu. Mình thấy có khả năng là cái bước đột phá của bạn sắp tới là bạn sẽ xua trừ những cái năng lượng tiêu cực, con người tiêu cực ra khỏi cuộc sống của bạn á. Và bạn biết thực hiện, tập trung vào những mục tiêu ước muốn của bạn. Bước đột phá của bạn trong thời gian tới. Mình nói rất là đúng mà. Bạn còn được thiên thần hỗ trợ cho bạn rất là nhiều nữa nha. Mình thấy các bạn có sự mệt mỏi, chán nản và tiêu cực, buồn bã, phiền lòng rất là nhiều. Đừng lo ha. Sau cơn mưa thì trời lại sáng thôi. Có thể bạn đã trải qua những cơn bão khiến cho bạn có sự mệt mỏi chùng chân mỏi gối và bạn không còn cái động lực để đi tiếp. Tuy nhiên, bạn hãy cố gắng kiên trì bền bỉ ha. Bạn sẽ được thiên thần Michael mở cho bạn cái luân xa thứ nhất ha, vì mình thấy là cái luân xa gốc của bạn đang có vấn đề ha, bạn bị bất an và bạn không có tự tin vào bản thân của bạn ha. Thiên thần Michael sẽ giúp cho bạn phát triển được cái sức mạnh cá nhân, giúp cho bạn lấy lại được cái lòng tin trong cuộc sống của mình ha. Và đây là thời điểm để kết nối với thần thánh thông qua thiền định để bắt đầu chữa lành. Hãy tin tưởng vào sức mạnh và sự an toàn của bạn ha. Đồng thời là thiên thần sẽ giúp cho bạn lấy lại được cái sự cân bằng trong tâm trí, trong cuộc sống. Mình thấy một số bạn sẽ có tình yêu ha. Có thể là một bạn số bạn nam sẽ tìm được tình yêu của cuộc đời mình ha. Đây là một cái mối liên kết có sự quan tâm, thấu hiểu nhau ha. Bạn sẽ tìm được một người bạn nữ khiến cho bạn có sự xao động nếu bạn là nam ha, và bạn muốn trao đi tình yêu cho bạn nữ này. Còn bạn nếu bạn là nữ thì có thể là một người nam giỏi giang, đào hoa, tài hoa, đẹp trai tiến đến cuộc sống của bạn ha. Có thể bạn nam này có tập gym nữa nè. Và thiên thần sẽ hỗ trợ sức mạnh giúp cho bạn vượt qua được những nghịch cảnh, giúp bạn có sự phấn đấu tiến lên trong cuộc sống. Kiên trì và bền bỉ hơn. Wow, mình thấy là các bạn sẽ trở nên gọi là kiểm soát mềm mỏng tình hình hiện tại của bạn hơn. Bạn không có sự hối thúc nữa rồi. Bạn có sự gọi là xuôi theo dòng để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên ha. Và bạn có sự nhẫn nại, có lòng trắc ẩn, có sức chịu đựng bền bỉ, kiên trì với những cái mục tiêu, mục đích sống của bạn. Mình thấy những cơ hội tiền bạc đưa đến cho bạn rất là nhiều. Có thể là các bạn sẽ rời bỏ một cái môi trường cũ, nó không còn phù hợp với bạn nữa. Bạn sẽ có những cơ hội công việc hoặc là những cái dự án đầu tư, hoặc là những cơ hội kinh doanh nào đó sẽ giúp cho bạn có sự phát triển phồn thịnh về mặt vật chất, tiền tài, và nó rất là ổn định vững vàng trong cuộc sống của bạn luôn ha. Cái cơ hội này nó sẽ giúp cho bạn á, trở nên kiên trì bền bỉ hơn, nhẫn nại hơn, và bạn trở nên siêng năng hơn nè. Bạn tập trung vào những cái kế hoạch của bản thân và bạn sẽ biết cách kiếm tiền một cách
gọi là thực tế nhất. Ừ. Bạn sẽ tập trung vào vấn đề của bạn, tập trung vào những kế hoạch của bạn để bạn xây dựng nên một cái tài chính vật chất sung túc đầy đủ cho cuộc sống của mình ha. Đồng thời là mình thấy một số bạn ở đây thì sắp tới các bạn sẽ được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ người khác, một người mà bạn đã quen biết rồi, có thể là ba hoặc mẹ nè, có thể mẹ sẽ hỗ trợ tiền bạc hoặc cho bạn lời khuyên, ba mẹ luôn ha. Và có thể là sếp của bạn ha. Một số bạn sẽ được ai đó cho tiền hỗ trợ cho bạn ha. Một số bạn sẽ được nhận được cái lời khen, nhận được cái cúp, cái sự tuyên dương từ cấp trên. À. Và cái cuộc sống sung của bạn á, cuộc sống tài chính của bạn nó sẽ trở nên vững vàng hơn, sung túc hơn. Ừ. Và bạn sẽ biết kiểm soát bản thân mình là tốt ha. À, sẽ ít nói nhưng bạn sẽ làm nhiều hơn. À. Bạn chững chạc hơn và bạn biết cái giá trị của đồng tiền. À. Và đồng thời khi mà bạn ý thức được cuộc sống của bạn chính là do bạn quyết định ha. Ừ. À, bạn biết tập trung vào việc công cuộc kiếm tiền làm ăn hơn thì những cơ hội tiền bạc nó lại đến với bạn rất là nhiều luôn ha, giúp bạn có sự gia tăng về tiền tài vật chất, phồn thịnh và sung túc. Ừ. Một số bạn có khả năng mua nhà mua xe luôn ha. Ừ. À, đồng thời một số bạn có khả năng mình thấy sẽ có tương lai bạn sẽ được nhận tiền thừa kế nữa nè. Ừ. Và đồng thời mình thấy trong cuộc sống của bạn á, khi mà bạn có sự đủ đầy á, thì bạn nên có sự san sẻ giúp đỡ người khác, thì sau khi bạn có sự cho đi bạn sẽ được nhận lại nha. Ừ. Có thể bạn cho đi những cái giá trị tinh thần, cho lời khuyên cũng được. Ừ. Thì vũ trụ sẽ cho bạn những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn đó, có sự cho đi và nhận lại nè. Và bạn hãy luôn ở trong cái sự một con người tốt ha, một người quảng đại nhân từ, một người có tâm hồn đơn sơ và thánh thiện. Ừ. Cứ thực hiện tốt những kế hoạch của bản thân, tập trung vào những cái điều bạn mong muốn. Bạn tập trung vào, ví dụ như bạn đang muốn tài chính của bạn tăng lên thì hãy tập trung vào điều đó ha, thì những cơ hội tài chính nó sẽ đến với bạn ha. Đừng tập trung vào những cái năng lượng tiêu cực, những con người tiêu cực này, nó sẽ khiến cho bạn bị mất rất nhiều thời gian, bị mất rất nhiều năng lượng mà nó không có kết quả gì hết ha. Ừ, những cái điều này thì tránh xa nó ra ha, chỉ tập trung vào những cái công cuộc kiếm tiền của bạn, những kế hoạch làm ăn của bạn nè. Ừ. Vì bạn đang lên tần số ha, tần số của bạn đang được nâng cao vì bạn đang biết tập trung vào bản thân mình đó. Ừ. Hãy vứt bỏ những cái điều không còn phù hợp với bạn ra khỏi cuộc sống của bạn đi ha. Vì cuộc sống của mỗi người thì không có dài đâu, mà thời gian thì nó đang trôi rất là nhanh. Cho nên mình hãy tận hưởng, mình hãy tận dụng những cái thời gian mình còn khỏe nè, mình còn đầu óc minh mẫn nè, mình còn sức khỏe tốt, mình còn những cơ hội, thì hãy cố gắng để sau này tương lai của bạn trở nên vững vàng ổn định hơn, một cuộc sống thoải mái hơn sau này khi về già. Ừ, mình cũng có cơ ngơi à. Ừ, chứ bây giờ mình cứ lo tập trung vào những người đó thì không có giúp ích gì được cho mình hết trơn á ha. Nó giúp nó chỉ khiến cho mình buồn phiền mệt mỏi mà thôi. Ừ. Wow. Rồi. Mình thấy hồi nãy mình nói là trong công việc rồi ha, bây giờ mình thấy hồi nãy cũng có bước đột phá trong tình yêu đó. Thì mình thấy các bạn nam là những người mang năng lượng của người cha trong gia đình, là những người rất là chăm chỉ, siêng năng, quyết đoán, mạnh mẽ, làm việc theo khuôn khổ nguyên tắc, là những người luôn muốn bảo bọc những thành viên trong gia đình và là những người đưa ra những cái nền nếp luật lệ để mọi người noi theo ha. Có cái tính hơi tính gia trưởng chút. Ừ. Nhưng mà cái người nam thì rất là đam mê kiếm tiền, muốn phát triển cái nền vật chất tiền tài ổn định. Ừ. Cuộc sống sung túc đầy đủ. Các bạn nam thì mình thấy khá là tương, nếu mà bạn chưa thì có khả năng tương lai bạn sẽ rất là giàu có, và có thể là tạm thời hiện tại thì cuộc sống bạn đang rất là ổn định về vấn đề tiền tài vật chất đó. Ừ. Đồng thời còn các bạn nữ là những người thực tế, những người trung thực, siêng năng, đảm đang, tháo vát, tỉ mỉ, khéo léo,
và là những người rất là rộng rãi, phóng khoáng ha, biết cách làm ra tiền, biết cách quản lý chi tiêu, là một người độc lập tự do trong cuộc sống này, không phụ thuộc vào ai khác. Thì mình thấy có khả năng là cái đột phá là có thể là các bạn sẽ quay, một số bạn á bị ngắt kết nối, chia tay, có thể là hai bạn sẽ có sự gọi là hàn gắn chữa lành, hai người sẽ trở nên tiết chế chừng mực hơn trong lời nói hành động, và hai bạn sẽ có cái sự gắn kết lại với nhau ha, cùng nhau vượt qua những thử thách chông gai để đưa tình yêu này đi đến một cái kết tốt đẹp. Mình thấy có khả năng là cái bước đột phá khi mà hai bạn có sự quay trở lại là có khả năng làm tương lai các bạn sẽ đi đến một gia đình 10 xu ha, một gia đình 10 tiền, đó là một cái gia đình rất là hạnh phúc theo kiểu truyền thống, giàu có, sung túc, có sự tận hưởng, yêu thương nhau rất là nhiều ha. Hai người sẽ có sự cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại, biết yêu thương, biết thấu hiểu nhau nhiều hơn ha. Wow, tuyệt vời luôn á. Vậy là bạn nam trong đây vừa đẹp trai mà vừa giàu có nữa ha. Có điều bạn hơi khô khan, hơi gia trưởng, nên bạn hãy thể hiện tình yêu thương dành cho đối phương mình nhiều hơn. Có thể trước kia là các bạn có sự chia tay là do cái sự vô tâm, cái sự gọi là bận bịu quá, không có thời gian dành cho các bạn nữ, cho nên bạn cảm thấy hơi cô đơn lạc lõng kiểu vậy, rồi có sự sát thương, mâu thuẫn qua lời nói hành động rồi chia tay nhau. Rồi mình thấy khi mà hai bạn có sự cân bằng hơn, hai bạn gọi là trưởng thành hơn, biết yêu đúng cách hơn, thấu hiểu cho đối phương nhiều hơn, thì có thể sẽ được sự hàn gắn nè, bởi vì hai bạn cảm thấy đối phương chính là cái mảnh ghép hoàn hảo nhất của mình, hai người cùng hợp quan điểm, hợp gu. Rồi đồng thời hai bạn sẽ cùng nhau nỗ lực để phát triển cái cuộc sống này tốt đẹp hơn. Một số bạn sẽ đi đến hôn nhân luôn ha. Giống như kiểu ước mơ trở thành sự thật á, một số bạn có thể là quen nhau ở có khoảng cách ha, hai bạn yêu có khoảng cách nè, khoảng cách địa lý nè, có thể một số bạn sẽ được hợp mặt đoàn tụ với nhau, được gặp nhau sau bao ngày xa cách như vậy. Bạn có thể vượt qua bất cứ điều gì ha. Hãy vượt qua những cái trở ngại, những khó khăn ha. Hãy quyết đoán mạnh mẽ lên, bạn có thể làm được. Hãy có cái nhìn toàn cảnh ha, hãy nhìn bức tranh, bức ảnh lớn hơn. Nói chung là bây giờ mình thấy là cuộc sống, ví dụ như bạn thấy sao, cuộc sống mình nhiều cái cơn bão quá, nhiều sự mệt mỏi quá, mình muốn bỏ cuộc quá, mình chán nản lắm rồi. Tuy nhiên bạn hãy nhìn một bức ảnh gọi là toàn cảnh lớn hơn, tương lai của bạn nó sẽ sáng lạn hơn rất là nhiều ha, khi bạn vượt qua được cái những cái khó khăn nghịch cảnh trước mắt này ha. Hãy có sự kiên trì bền bỉ và hãy biết lập ra những kế hoạch thực tế cho chính bản thân bạn. Mình thấy một cái tương lai tươi sáng tốt đẹp đang đến với bạn rồi đó. Bạn đang được thiên thần hỗ trợ sức mạnh cho bạn cái sự cân bằng trong cuộc sống. Bạn sẽ vượt qua được nha. Hãy cố lên, hãy biết nắm bắt cơ hội, thời cơ cho bản thân mình. Buông bỏ những cái năng lượng tiêu cực, tránh xa những người đó đi. Bạn hãy có sự gọi là đi sâu hơn, tìm hiểu sâu hơn về bản thân bạn nữa nè. Hãy bùng nổ những cái kỹ năng, những khả năng tiềm tàng của bạn ha. Có gì thì bạn cứ moi ra hết, bạn cứ triển khai ra hết ha, bung lụa đi ha. Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ ha, hãy cố gắng phát triển bản thân mình ha. Bạn muốn sau này có một cuộc sống thoải mái về vật chất, tiền tài, an nhàn sau khi về già ha, có cuộc sống tận hưởng, thì bạn hãy nên đầu tư sức lực, đầu tư cái trí óc, đầu tư cái kế hoạch của bạn ngay từ bây giờ ha. Một số bạn ví dụ như bạn bị căng thẳng quá mức, mệt mỏi quá mức, thì bạn hãy đi dạo, hít thở không khí trong lành, thích hoặc là các bạn ngâm mình trong nước, ngâm chân có trong nước, hoặc là tìm một nơi nào đó có nước, dòng sông hay gì đó, ngồi đó mấy bạn có sự tĩnh lặng và suy nghĩ để lấy lại được cái năng lượng, phục hồi lại được cái sức sống của bạn ha. Wow, những cái phước lành đang được tuôn đổ trong cuộc sống của bạn nè ha, hãy hứng lấy nha. Hứng lấy những phước lành đó nha, đừng bỏ qua một cách hoang phí nha. Hãy tận dụng, phải hành động cho bản thân mình đi.
Wow, thành công đang mở rộng trước cục mắt trước cuộc sống của bạn rồi, tuyệt vời luôn. Mọi điều tốt đẹp thành công ha, cánh cửa đã mở rộng rồi nè. Mọi thứ tốt đẹp sáng lạng đang tiến vào cuộc sống của bạn rồi đó ha. Hãy đón nhận nó. Nếu mà bạn cảm nhận như là may mắn chưa gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa. Bạn cần phải lắp cho mình một cái cửa nha. Trước tiên bạn hãy hoàn thiện bản thân mình trước đã. Trau dồi bản thân, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng. Và hãy biết tạo cơ hội cho bản thân và nắm bắt những cơ hội đang đến với cuộc sống của bạn. Hãy biết tìm kiếm nó ha. Thế rồi thì khi mà bạn đã lắp được cánh cửa vững vàng thì may mắn sẽ gõ cửa nhà bạn thôi ha. Bạn cứ hành động trước thì vũ trụ sẽ theo sau hỗ trợ cho bạn ha. Chứ đừng có kiểu mà ngồi đó buồn phiền rồi đợi phép màu thì sẽ không có phép màu nào xuất hiện đâu. Chỉ khi nào bạn hành động thì phép màu mới có thể hiện diện trong cuộc sống của bạn thôi ha. Một số bạn ở đây mình thấy có khả năng các bạn là những người thông thái, các bạn học rộng hiểu nhiều, các bạn là những người rất là thánh thiện đơn sơ và các bạn là những người có trực giác tâm linh cũng khá là cao ha. Bạn là một người sinh ra để được để cống hiến, bạn có vẻ đẹp thần thái ngút ngàn ha. Bạn sinh ra để cống hiến, đóng góp cho cuộc sống này trở nên tươi đẹp hơn ha, và phép màu luôn hiện diện trong cuộc sống của bạn. Bạn là một người có khả năng biến hóa. Bạn là một người khả năng lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa cái sự tích cực lạc quan, giúp cho người khác vực dậy bản thân nữa đó. Cho nên bạn hãy cố gắng phát triển thành công, và khi bạn thành công rồi mình thấy có khả năng bạn sẽ dùng cái những trải nghiệm của bạn để chia sẻ giúp đỡ cho mọi người, giúp họ chữa lành và giúp họ tiến đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, tích cực hơn, cân bằng hơn trong cuộc sống của họ ha. Bạn có thể vượt qua được những cái điều khó khăn đó. Nên hãy cố gắng lên. Cần gì thì cứ nhờ vũ trụ, cầu xin vũ trụ hỗ trợ sức mạnh và các thiên thần hỗ trợ sức mạnh cho bạn ha. Con đường thành công đang rộng mở rồi đó. Chỉ cần bạn bước đi mà thôi. Lời khuyên cho bạn nè. Wow, bạn được tái sinh một lần nữa. Giống như các bạn có sự gọi là lột xác trở thành một phiên bản cao cấp nhất trong cuộc sống của bạn vậy đó. Bạn có thể biến đổi, tái tạo lại chính bản thân bạn ha. Hãy cởi mở với những phần thưởng của sự thay đổi này. Sự tỏa sáng của bạn chiếu rọi toàn thế giới. Hãy yêu quý mỗi chặng đường của cuộc hành trình này. Wow, bạn có khả năng chiếu sáng toàn thế giới luôn đó. Có khả năng sau này bạn cũng sẽ nổi tiếng. Mình thấy nổi tiếng ở cái việc mà bạn lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa cái sự tích cực lạc quan, lan tỏa những cái khả năng chữa lành của bạn. Bạn có thể giúp đỡ cho người khác, nhưng mà trước hết bạn hãy vượt qua những khó khăn trước cuộc sống nè. Bạn vươn lên trong cuộc sống để đạt được những thành tựu bạn mong muốn, trở thành một người ưu tú. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn tờ tiền 5 đô này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem coi bạn sắp tạo nên bước đột phá nào trong thời gian tới ha. Và đây là những trả bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Liên kết năng lượng các bạn tụ ba. Mình thấy các bạn tụ ba là những người rất là thông thái, chững chạc, trưởng thành ha. Các bạn là những người thông minh, trí tuệ và có khả năng quan sát, có óc phán đoán. Bạn là những người có cái trực giác cũng khá là cao á. Mình thấy trong cuộc sống của bạn á, thì bạn có sự gọi là biết giao tiếp, quan hệ rộng,
nói biết cách nói chuyện nè, biết cách làm quen với người khác, và khi mà bạn có sự nghiên cứu tìm tòi điều gì đó, bạn rất là gọi là siêng năng tìm tòi học hỏi ha. Đồng thời mình thấy là bạn hơi là nóng tính, cho nên bạn hãy biết kiểm soát bản thân bạn thật là tốt ha. Kiểm soát tính bốc đồng của bạn và hãy học hỏi một cách khiêm tốn để cho người khác họ vui lòng họ giúp họ cho bạn những cái lời khuyên, cho bạn những cái kinh nghiệm đáng quý từ họ ha. Đồng thời là bạn nên tiết chế chừng mực trong lời nói hành động để thôi không gây ra những cái sự mâu thuẫn khiến cho người ta có sự phiền lòng về bạn ha. Bạn hãy biết gọi là thông thái hơn, trưởng thành hơn, và đồng thời mình thấy là các bạn là những người có sự uyên thâm uyên bác, hiểu biết sâu rộng. Bạn sẽ có những cơ hội tiền bạc đem đến cho bạn có sự vững vàng vững chãi trong cuộc sống, trù phú thịnh vượng ha, và ổn định hơn. Một số bạn mình thấy khả năng các bạn sẽ học thêm về lĩnh vực tâm linh tinh thần ha. Bạn có cái sự đam mê về cái lĩnh vực đó, một số bạn thôi ha. Mình thấy là các bạn đang từ từ biết điều chỉnh, kiểm soát bản thân bạn rất là tốt đó. Bạn không còn cái tính bốc đồng như xưa nữa, mà mình thấy bạn có sự thông thái hơn, có cái sự gọi là siêng năng chăm chỉ làm việc hơn. Biết quan tâm và công ăn việc làm, biết quan tâm là cái lĩnh vực tài chính nhiều hơn á, để bạn có sự phát triển sung túc về mặt tiền tài của bạn đó. Bạn thấu suốt mọi điều rồi ha. Và có thể bạn cũng biết cách đối nhân xử thế ha, có thể cuộc sống đem đến cho bạn rất là nhiều cái sự phiền toái, giống như kiểu là ai đó hay nói này nói nọ bạn, khiến cho bạn có sự mệt mỏi, mặc dù bạn không có chọc ai hết, nhưng mà là họ người ta lại cứ đố kỵ, cứ ghen ghét, rồi cứ nói khích bạn. Tuy nhiên mình thấy bà bạn đã biết kiềm chế bản thân rồi, bạn không có đáp trả lại, bạn sẽ bị động trong những cái tình thế như vậy ha. Bạn biết kiểm soát, bạn biết làm chủ bản thân bạn rồi ha, và bạn chỉ tập trung vào công cuộc kiếm tiền tài chính của bạn thôi, tập trung vào cái sự gọi là bồi dưỡng kỹ năng kiến thức sâu rộng của bạn ha, để bạn có khả năng là trở nên một con người ưu tú hơn và kiếm được nhiều tiền hơn nữa, có thể là như vậy ha. Bạn không đói hoài đến những người đó nữa. Giống như kiểu bạn để họ làm gì làm ha, và bạn biết chắc là nhân quả thì đang đến rất gần, ai làm thì người đó sẽ gặt được cái bài học cho họ thôi ha. Cho nên bạn không có tập trung vào những người đó nữa, mà bạn sẽ tập trung vào cái vấn đề về cái cuộc sống của bạn nhiều hơn ha. Rồi các bạn sẽ tạo nên bước đột phá nào trong thời gian tới ha. Thấy chưa, mình thấy là bạn biết nhìn xa trông rộng rồi à. Bạn hiểu biết sâu sắc thế giới này rồi. Phá nào trong thời gian tới. Wow, các bạn ở đây là những bạn hèn chi rất là tâm linh luôn đó. Hèn chi cái máy của mình á, nãy giờ cái tờ tiền này á, nó cứ khiến cho cái ánh sáng nó cứ bị tối hoài à. Mình nói rồi, cái năng lượng này quá mạnh rồi. Cho nên phải bật flash, chứ không thôi là nó tối, nó không có được sáng, nó không có được rõ ha. Thì mình thấy các bạn đi theo cái lĩnh vực tâm linh tinh thần đó, sắp tới bạn được vũ trụ ban cho bạn rất là nhiều ơn, nhiều phước và thiên thần nữa. Thứ nhất là mình nói về thiên thần đi ha. Thiên thần Chamuel sẽ mở cho bạn cái luân xa thứ ba ha, luân xa hỗ trợ sức mạnh cá nhân, giúp bạn nâng cao cái sự tự tin và biết giá trị của bản thân bạn ha. Đã đến lúc bạn phải mạnh dạn và can đảm giữ vững lập trường bảo vệ bản thân và nói lên ý kiến của mình. Hãy nhớ rằng bạn đủ sức mạnh để đạt được những cái mục tiêu của bạn ha. Đó, mình thấy là các bạn đang trên một cái hành trình mới, một cái sự khởi đầu mới, hoặc là bạn đang đi một cái con đường mà bạn chọn ha, cái con đường riêng, có sự hào hứng phấn khích, có sự gọi là vui vẻ thoải mái yên bình trên cái con đường này, bạn có cái sự tự tin là bạn làm được ha. Con đường này truyền cảm hứng cho bạn rất là nhiều ha, thì mình thấy đa số là các bạn sẽ đi theo cái con đường tâm linh tinh thần chữa lành á.
Giống như là các bạn là tarot reader hay là joy worker healer, hoặc là các bạn học về thần số học hay gì đó, thì mình thấy là các bạn sẽ nghiêng về lĩnh vực tâm linh tinh thần nhiều hơn trong cái tụ ba này ha. Mình thấy là các bạn còn được thiên thần Metatron mở cho bạn cái luân xa thứ sáu. Luân xa thứ sáu này là con mắt thứ ba nè. Con mắt của thứ ba của bạn đang được mở ra để đón nhận dòng chảy năng lượng trực giác và kết nối tâm linh của bạn đã thực sự được thiết lập, mở rộng các kỹ năng đang phát triển của bạn, và bạn có khả năng dự đoán được tương lai và đưa ra những quyết định dựa vào trực giác của bạn ha. Đồng thời luân xa thiên thần Uriel sẽ mở cho bạn cái luân xa thứ bảy. Cái luân xa thứ bảy thì chỉ ra cái mối liên hệ cao hơn với thần thánh, và bạn sẵn sàng đón nhận những thông điệp mà thần thánh đã ban tặng cho bạn, và bạn cởi mở hơn với vũ trụ và cởi mở với những cái thông điệp, cởi mở với những cái niềm vui về tâm linh tinh thần này. Bạn sẽ có thêm cái nhìn sâu sắc và kiến thức về thế giới, bạn sẽ kết nối với ý thức cao nhất của bạn ha, và gần hơn với con người thật của bạn, và cuộc sống của bạn đang được sự chỉ dẫn, dẫn đường chỉ lối từ vũ trụ đó. Vũ trụ đang chữa lành cho bạn ha. Nếu như trước kia bạn trải qua nghịch cảnh, trước kia bạn gặp những cái điều trái quấy trong cuộc sống, thì vũ trụ đang chữa lành cho bạn, và bạn cũng là một người có khả năng chữa lành nữa ha. Cho nên bạn có một cái sứ mệnh trong cuộc sống này, lan tỏa tình yêu thương, và bạn hàn gắn giúp chữa lành, giúp cho người ta có sự động lực trong cuộc sống, vươn cao hơn trong cuộc đời của họ. Đồng thời bạn sẽ nâng cao được cái ý thức của họ, nâng cao cái sự tích cực lạc quan trong cuộc sống của họ. Bạn giúp cho họ chữa lành nhờ vào những cái trải nghiệm, những cái điều mà bạn đã vượt qua được, thì bạn sẽ lan tỏa tình yêu thương và giúp đỡ cho mọi người tìm được cái đường đi đúng hướng, đúng đường, tìm thấy con đường phát triển của họ trong tương lai ha. Các bạn ở đây là những người có sứ mệnh trong cuộc sống này, cho nên khi mà bạn đọc được, coi được cái tụ bài này, thì bạn hãy cố gắng hành động cho những cái mục đích lý tưởng cao đẹp của bạn ha, để giúp đỡ cho nhiều người, để nâng cao tần số, nâng cao cái năng lượng lên, để cho cái thế giới này, trái đất này được gọi là tươi mới hơn, hạnh phúc hơn, và nâng cao cái tần số của thế giới luôn, để vũ trụ chữa lành cho mọi người, giúp cho mọi người nâng cao được ý thức, không còn cái sự gọi là tiêu cực, không còn cái sự tuyệt vọng vậy, giảm thiểu những cái hành động, những cái điều gọi là không tốt mà họ gây ra ha. Thì khi mà bạn tập trung vào cái mục đích lý tưởng nè, tập trung nâng cao cơ bồi dưỡng kiến thức của bạn, siêng năng chăm chỉ, thì bạn sẽ thành công thôi ha. Bạn sẽ dần dần được tiếp thu năng lượng từ vũ trụ, tâm thức với bạn của bạn với vũ trụ sẽ hợp làm một, bạn có thể truyền tải những thông điệp chính xác của vũ trụ cho những người đang cần được chữa lành ha. Lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa sức mạnh chữa lành. Đồng thời là khi mà bạn hoàn thành cái con đường này, bạn đang cái trên đường hoàn thành sứ mệnh của bạn á, thì những cái cơ hội về tiền bạc tài chính sẽ được vũ trụ đưa đến, giúp cho bạn có một cuộc sống ổn định về tài chính, để bạn có thể toàn tâm toàn ý thực hiện cái con đường cái sứ mệnh đặc biệt của bạn ha. Qua nhiều hình thức khác nhau ha. Vũ trụ sẽ hỗ trợ cho bạn bằng nguồn lực qua nhiều hình thức khác nhau trong cuộc sống. Mình thấy nhân quả đang đến với bạn rất là gần rồi, công bình công lý đang được thực thi ha. Mình thấy đây là một cái cơ hội tốt cho bạn đó,
để bạn có sự phát triển, nâng cao cái sức sáng tạo, nhiệt tình, tự tin ở trong bạn nữa nè. À, đồng thời bạn là một người có sự đa mưu túc trí, có tầm nhìn chiến lược, bạn biết vạch ra những kế hoạch, đường đi, nước bước và bạn có thể thực hiện nó một cách rất thành công, mỹ mãn. Có khả năng sau này cái công việc của bạn, cái sức lan tỏa của bạn có thể là lan tỏa trên toàn thế giới này luôn ha, được mọi người biết đến. À, đồng thời là mình thấy là cuộc sống của bạn gieo nhân nào gặt quả đó ha, nếu mà bạn có cái lòng tốt, có ý tưởng cao đẹp, bạn biết giúp đỡ mọi người, lan tỏa tình yêu thương, sức mạnh cho mọi người thì cuộc sống của bạn sẽ gặt hái được rất là nhiều cái sự thành công vĩ đại từ vũ trụ ha, vũ trụ sẽ trả công hậu hĩnh cho bạn ha. Đồng thời là vũ trụ đó sự quan sát bạn rất là kỹ ha, cho nên bạn hãy luôn sống một cách tích cực lạc quan, hãy luôn những làm những điều tốt đẹp ha. Vũ trụ đang này giống như ông vũ trụ là ông vua nè, đang có sự quan sát để cho bạn những cái phước lành, những cái điều mà bạn đã trao đi, đã trao tặng cho mọi người thì vũ trụ sẽ cho bạn, sẽ ban ơn cho bạn rất là nhiều luôn á. Và vũ trụ sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn biết phải đi theo hướng nào, thông qua những thông điệp được truyền tải qua, có thể là qua những tarot reader khác, hoặc có thể là qua những cái con số lập mà bạn thấy bất ngờ, vô tình bạn thấy ha. Khi bạn thấy những con số lập thì hãy lên Google đánh con số thiên thần, ví dụ như bạn thấy con số 22 thì hãy lên Google đánh con số thiên thần của 22 thì bạn sẽ tìm ra được cái ý nghĩa, cái thông điệp mà vũ trụ thiên thần muốn nói với bạn ha. Và hãy có một trái tim nóng như một cái đầu lạnh ha, bạn hãy tinh khôn như con rắn và bạn hãy hiền hòa như con chim bồ câu ha, bạn hãy gọi là vững vàng trên con đường này, có thể là cũng sẽ có những người nói tới nói lui khiến cho bạn có sự mệt mỏi, buồn phiền, chán nản, bỏ cuộc. Tuy nhiên hãy cố gắng tập trung vào cái sứ mệnh của mình, phát triển nó ha. Những cái người đó chỉ là những cái khó khăn, chỉ là giống như chơi game mà có những cái điều phiền nhiễu khiến cho mình phải 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 vượt qua những điều đó mình mới thành công được ha. Cũng sẽ có những khó khăn, trở ngại, thử thách để thử lòng bạn. Để thử cái sức bền của bạn như thế nào thôi ha. Ăn thua là ở bạn ha, hãy tập trung kiên định với những gì mà bạn mong muốn, tập trung vào những cái lý tưởng cao đẹp của bạn. Và khi mà bạn đi theo cái con đường này á thì vũ trụ sẽ giúp cho cái công việc chính yếu của bạn, ví dụ như bạn có công việc riêng nhưng mà bạn làm cái này theo đam mê, hoàn thành tốt sứ mệnh của bạn trong cuộc sống á, thì vũ trụ sẽ khiến cho những công việc chính của bạn trở nên rất là trôi chảy ha, và bạn kiếm được rất là nhiều tiền, có cuộc sống thoải mái hơn ha. Đồng thời bạn là một người tự lập, tự cường, tự lực cánh sinh, không thích dựa dẫm phụ thuộc vào ai khác ha, và bạn sẽ kiến tạo nên cuộc sống riêng của bạn, có sự gọi là sung túc, phồn thịnh, trù phú hơn, và bạn cảm thấy thoải mái, yên bình trong tâm trí. Đồng thời mình thấy là bạn sẽ tận hưởng niềm vui mỗi ngày ha, sống một cuộc sống, lối sống rất là tao nhã, thanh bình, yên tịnh và vui vẻ, hạnh phúc. Và đồng thời có thể là những bạn đang có khả năng là nuôi thú cưng hay gì ha, bạn có những cái thú vui rất là lành mạnh nữa. Mọi thứ nó đang rất là phát triển trong cuộc sống của bạn đó. Chỉ là bạn hãy thực hiện tốt cái sứ mệnh của bạn ha, hãy hành động ngay từ bây giờ ha. Vũ trụ đang cần bạn hỗ trợ, giúp đỡ những người khác. Và bạn phải thực hiện cái hợp đồng với vũ trụ, tại vì bạn đã ký hợp đồng có sứ mệnh trước rồi ha, cho nên đừng có mà làm biếng rồi chán nản rồi không có làm ha, hãy thực hiện những điều đó đi, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên tốt đẹp rồi thôi. Khi mà bạn tập trung vào sứ mệnh của bạn thì những cơ hội tiền bạc tiền tài nó sẽ đến với bạn ha. Đó là chính là những cái ơn, những cái sự trả công hậu hĩnh từ vũ trụ dành cho bạn đó. Hãy hành động nè, lên kế hoạch đi. Các bạn có thể là trong trong lúc mà bạn có sự stress, lo âu, căng thẳng, mệt mỏi, chán nản thì bạn hãy ngâm mình trong nước, kiểu như là đi dạo nè, hít thở không khí trong lành, rồi đi tới dòng sông hay gì, nơi nào mà bạn ở gần á, rồi bạn thả hồn mình, gọi là relax, thư giãn. Hoặc là có thể các bạn khi mà mệt mỏi, căng thẳng thì mình đi gội đầu vào buổi sáng, buổi trưa thôi, đừng gội đầu buổi tối nha, nguy hiểm ha. Để có lấy lại cái sự tinh khiết, cái sự thoải mái, làm mới lại bản thân của bạn ha. Các bạn hoặc là các bạn nên uống nước nhiều nè. Bạn là một người cũng giữ một cái vai trò quan trọng để kiến tạo nên thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.
nhờ vào cái sức lan tỏa của bạn đó, hãy bước đi trong cái sự xinh đẹp. À, và bạn là một người khả năng tạo ra những phép màu nữa đó. Tuyệt vời. Bạn giống như là một nhà hiền triết, một linh hồn cổ, một người có sứ mệnh giống như trong kiếp sống này, thông thái, thấu hiểu mọi điều. Và bạn có sự liên kết rất là lớn đối với vũ trụ nè. Hãy chọn con đường của bạn ha. Tất cả đều có thể xảy ra, tất cả đều có thể khả năng là bạn sẽ làm được đó. Đừng có sự nghi ngại, nghi ngờ, chán nản gì hết. Ha, con đường đang rộng mở, chỉ cần bạn bước đi thôi thì những phép màu nó sẽ hiện diện ha. Đó, hãy tin vào phép màu, thấy chưa? Một số bạn đây có khả năng là khi bạn có sự thức tỉnh, bạn sẽ mơ thấy những điều rất là kỳ diệu trên bầu trời, mơ thấy thiên thần, mơ thấy vũ trụ, mơ thấy thần linh, mơ thấy kỳ lân. Hồi xưa với lại bạn sẽ mơ thấy những cảnh tượng rất là huy hoàng trên bầu trời luôn á. Bạn có sự ngắm nhìn nó nữa. Mình cũng đã từng như thế. Khi mà mình có sự thức tỉnh, miracle, những điều tuyệt diệu, những cái phước lành đang đến với bạn rồi ha. Và wow, bạn hãy đón nhận những cái điều tuyệt vời đang đến với bạn, giống như một cái phép thuật, giống như là bạn nghĩ nó chỉ trong truyện tranh như là Aladdin và cây đèn thần ha. Tuy nhiên nó sẽ hiện diện trong cuộc sống của bạn. Bạn mong ước gì, bạn có những cái ý tưởng, những cái gọi là bạn ý muốn cao đẹp gì trong cuộc sống thì nó có thể sẽ trở nên sự thật, và mọi điều thứ nó sẽ diễn ra một cách rất là thần kỳ ha, và bạn sẽ cảm nhận được cái điều đó. Và vũ trụ chính là cây đàn thần của bạn đó. Và cũng chính bạn cũng là người tạo nên cái cây đàn thần này đó. Chính bạn là người tạo ra những cái phép thuật, những cái điều tuyệt diệu, những cái nhiệm màu trong cuộc sống này, nhờ cái sự gọi là bền bỉ kiên trì của bạn theo đuổi đến cùng cái con đường mà bạn đang chọn đó. Hãy cố gắng trau dồi học hỏi để phát triển, để có thể thực hiện lan tỏa được cái tình yêu thương, cái sức mạnh tinh thần, đồng thời là thực hiện được cái sứ mệnh của bạn trong cuộc sống này nha. Bạn là một người có trực giác rất là cao, hãy kết nối với thiên nhiên ha. Thiên nhiên chính là cái nơi để bạn lấy lại được cái năng lượng, phục hồi năng lượng, làm mới năng lượng của bạn luôn ha. Hãy có sự thiền định, hoặc là hãy có những cái khoảng thời gian thư thái, thoải mái, hít thở không khí trong lành, tìm về thiên nhiên, ngắm cây cỏ hay gì đó, hoặc là đi chân không trên cỏ ha. Những cái điều đơn sơ mộc mạc đó lại khiến cho bạn có sự gọi là thoải mái hơn, cởi mở hơn và relax hơn, thư thả, thông thái hơn, và bạn sẽ tìm được cái nguồn năng lượng cho chính mình, lấy lại được cái sự tích cực, lạc quan, đồng thời sẽ có những cái thông điệp được truyền tải qua đó ha. Đồng thời bạn sẽ nâng cao được cái trực giác tâm linh của bạn lên rất là nhiều ha. Level up ha. Tăng lên vù vù luôn ha. Trời. Lời khuyên vũ trụ dành cho bạn ha. Các bạn hãy hành động đi ha. Thời đã điểm rồi. Hãy bắt đầu học tập, hãy bắt đầu tiến bước trên cái con đường đam mê này. Và đây cũng là sứ mạng của bạn rồi đó. Hãy lắng nghe tiếng nói nội tâm, những sự chỉ dẫn từ bên trong ha. Freedom, tự do ha. Trái tim của bạn thì rất là thanh khiết, đơn sơ và tự do. Một cái mục đích cao cả hơn đang kêu gọi bạn đó, thấy chưa? Rất là liên kết với bài luôn. Bạn có một cái sức mạnh vô hạn, sức mạnh tiềm tàng vô hạn ha. Bạn tiến theo cơn gió của sự thay đổi, và bạn có thể hoàn thành những giấc mơ của bạn ha. Và bạn có cái nguồn dự trữ, bạn có cái sự gọi là những cái phước lành từ vũ trụ rất là nhiều ha. Đang đợi bạn hứng lấy những cái điều đó đó. Bạn hãy bền bỉ kiên trì, vượt qua những thử thách trong gai để đạt được những điều bạn mong muốn và hoàn thành tốt cái sứ mệnh, cái nhiệm vụ của bạn trong kiếp sống này ha. Đừng bỏ lơ nó, hãy cố gắng hoàn thiện nó, đừng chán nản. Bạn đang đi đúng đường nè, đang trên hành trình đó rồi ha. Hãy phi nước đại, hãy tiến bước mạnh mẽ như những con ngựa này nè.
là bạn sẽ thành công thôi. Chúc các bạn sẽ thành công ha, và hoàn thành tốt sứ mạng của bạn ha, và vũ trụ sẽ ban ơn cho bạn. Các bạn ở đây chắc cũng là một trong, có thể các bạn làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần và cũng chính là những thành viên trong gia đình linh hồn của mình đó. Xin chào các bạn nha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.